Chào mừng các bạn đến với kênh Tô Full Review. Đây là video chuyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 2800 đến 2804. Tập 2800 Ngài là dược tổ tiền bối sao? Ta là thanh Tuyền chân nhân đệ tử Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh liền vội vàng giải thích nói, rất sợ dược tổ trực tiếp cắt đứt giữa bọn họ liên lạc. Ừ, dược tổ nhưng phát ra một tiếng không tín nhiệm thanh âm, thanh Tuyền chỉ có hai người đệ tử, chính là đồng bào tỷ muội lúc nào thu một cái họ kỳ đệ tử vãn bối đời trước chính là khúc trầm yên cái này nhất thế kêu kỳ tư thanh vãn bối khúc trầm vân khúc trầm vân thanh âm vậy đột nhiên vang lên nàng muốn dùng như vậy tồn tại để cho dược tổ biết các nàng cũng không có ác ý không có trộm cắp cổ ngọc hư nếu là thanh tuyền đệ tử cũng biết cái này cổ ngọc cho tới bây giờ chỉ có thể sử dụng một lần đây là ta quy củ dược tổ thanh âm bao hàm vô tận lửa giận mười phần căm tức bọn họ lại coi thường hắn quy củ cái này làm cho hắn vô cùng nóng này khúc trầm vân lúc này mới sáng tỏ khó trách sư phụ rõ ràng có thể liên thông dược tổ thủ đoạn cho đến mất mạng cũng không có lần nữa sử dụng đây lại là bởi vì khối ngọc bội này chỉ có thể sử dụng một lần kỳ tư thanh nhíu mày một cái tạm thời tới giữa cũng không biết nên làm thế nào cho phải chỉ có thể nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía diệp thần tiền bối chúng ta cũng không ác ý chỉ bất quá bởi vì có không ngài ra tay không thể chữa khỏi thương thế lúc này mới bất chấp lớn không kiên kỵ tới nhờ giúp đỡ tại ngài. Diệp thần cúi đầu nói. Cái này thế gian chỉ có ta có thể chữa trị thương thế có rất nhiều, chẳng lẽ mỗi một cái ta ta cũng phải đi chữa trị sao? Không cần nói nhảm. Đem ngọc bội tiêu hủy. Sau này không nên tới quấy rầy nữa. Huyết thần chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, thật vất vả tìm được cơ hội, cái này dược tổ lại cự tuyệt xuất thủ cứu trị. Tiền bối, chúng ta biết được ngài có quy củ của ngài, như là thế gian nhân quả luân hồi, chúng ta nếu có may mắn đủ cùng ngài liên thông, khả năng này chính là chúng ta tới giữa cơ duyên. Hy vọng ngài có thể xem ở nơi này phần nhân quả trên, cho chúng ta một cái cơ hội. Diệp thần nói. Dược tổ đã lánh đời nhiều năm, làm sao có thể bởi vì Diệp thần vài ba lời mà có bất kỳ biến hóa nào. Giờ phút này cũng chỉ là ngại vì ngọc bội này xuất từ hắn tay, mà không nhẫn tâm trực tiếp phá hủy, muốn cho Diệp thần mấy người biết khó mà lui thôi. Tiền bối, cùng là y đạo nhập thế, ta như là vô cùng làm tướng tin nhân quả diệp thần nhao mắt lại quanh thân tràn ngập từng vòng lưu ly bảo quang cả người khí độ xâm nghiêm hắn giơ tay lên một cái ngọc giản hiện ra ở trong tay bát quái này thiên đan thuật chính là nhân quả dược tổ thanh âm bắt đầu có một chút biến hóa tựa hồ đối với bát quái thiên đan thuật vô cùng là cảm thấy hứng thú lời nói vẫn như cũ quật cường nói ngươi cùng lão phu nói chuyện này để làm gì không việc gì chính là vãn bối nhập thế thời gian quá ngắn xem không hiểu cái này nhân quả không rõ ràng tại sao có người phổ độ chúng sanh có người nhưng co đầu rút cổ một nơi chẳng những không hành nghề y tế thế thậm chí đem chủ động nhờ giúp đỡ người vậy trận ngoài cửa ta chân thực không biết hai người này đạo nguyên thật đều là thuốc nguyên sao diệp thần khúc trầm vân thanh âm lạnh lùng truyền tới muốn nhắc nhở diệp thần không nên quá qua cái này cùng đại năng không phải hắn một cái như vậy nhân vật nhỏ có thể khiêu khích lại không nghĩ rằng dược tổ thanh âm phát ra một đạo sang sảng tiếng cười thật lâu không có gặp qua sen ngươi như vậy miệng mồm lanh lợi tiểu tử kỳ tư thanh trên mặt lộ ra lau một cái thán phục, thật không biết nên nói diệp thần là vận khí tốt vẫn là quá dũng cảm. được, lại ngươi vậy tu đạo này, ta liền cho ngươi một đạo cơ duyên. dược tổ thanh âm đổi được nhu hòa, không biết là bị diệp thần hết sức chân thành không sợ đánh động, hay là đối với bác quái thiên đan thật hấp dẫn. vậy cổ ngọc nơi quanh quần chỉ đường, lúc này chậm rãi hối tụ tập với nhau, hình thành một đạo u bích cửa. cửa kia ở nơi này bên trên, tản ra vô tận nhũng tạp hơi thở, vô căn cứ ra lại để cho người cảm giác được cái này sau lưng không giống tầm thường. Diệp thần như khẽ mỉm cười, lộ ra lau một cái bền bỉ ánh mắt. Hắn sở dĩ nói như thế nhiều, thật ra thì cũng không phải là muốn dùng phép khích tướng, mà là đây chính là hắn ý tưởng chân thật. Bỏ mặc đối phương có phải hay không đại năng, hắn chỉ là đem mình lời trong lòng nói ra. Đi Di thôi. Diệp thần phất phất tay, đem tiểu hoàng thu hồi luân hồi mộ địa bên trong, dẫn đầu đi vào vậy cửa ánh sáng bên trên. Khúc Trầm Vân gật đầu một cái, đi theo ba người cũng đi vào. Cái này bóng sáng sau cửa mở ra, bốn người giống như tiến vào một nơi u tĩnh linh hoạt kỳ ảo thung lũng chi địa. Thảo dược tràn ngập, thuốc thơm xông vào mũi, đậm đà hơi thở, tràn ngập ở toàn bộ trong hư không. Đây là một nơi không biết tên chi địa, ẩn núp cực sâu, Diệp Thần quay đầu nhìn xem đã biến mất lối vào, nơi đó hiện giờ đã biến thành một mặt tường đá. Hiển nhiên dược tổ cũng không có dự định bại lộ dược cốc này nơi tới, hẳn là trực tiếp mở ra một cái hư không lối đi, để cho cái này mấy người tiến vào ngươi cùng nếu tiến vào ta dược cốc chính là ta dược cốc quý khách một đạo vô cùng là thanh âm thanh lệ từ đằng xa chuyển tới một tên thân mặc đồ màu trắng một pháo cô gái trên đầu mang cái chụp đầu sau lưng cõng một cái nhỏ giỏ trúc bên trong tràn đầy đủ các loại dược thảo đang chậm rãi hướng bọn họ bốn người tới chúng ta đặc biệt tới gặp dược tổ diệp thần ngắm cô gái này trang điểm cùng thiên nhân vực đám người một trời một vực đầy chất áo cho thấy bọn hắn chất phác như là ở khớp xương chỗ còn có một tầng màu bạc thêm khâu hẳn là hạ xuống hư hại sư phụ đã cùng ta nói qua cô gái thanh âm thanh lệ ở độ vang lên bất quá sư phụ nói chỉ gặp một mình người ta một cái diệp thần nhìn xem vậy lượn lờ cũng núi dược tổ khí tức cường đại đang tràn ngập ở nơi đó diệp thần kỳ tư thanh có chút lo âu nhìn diệp thần nàng không biết tại sao dược tổ chỉ gặp diệp thần một người không có sao diệp thần lắc đầu một cái dược tổ nếu có thể nghe vào hắn mà nói vậy thuyết minh cũng không phải là một cái lòng dạ hẹp người lần này bọn họ nếu có thể đi vào dược cốc vô luận như thế nào hắn đều phải khuyên dược tổ ra tay liền cứu chữa huyết thần những người khác lại ở chúng ta dược cốc nghỉ ngơi ngươi cùng ta tới cô gái cười lúng đồng tiền như hoa nói dược cốc này đã vạn du năm chưa có tới quý khách lúc này diệp thần một nhóm tiến vào để cho một ít sinh sống ở nơi này dược cốc người hết sức cảm thấy hứng thú ngươi yên tâm chúng ta không có sao huyết thần nói từ hắn cước thứ nhất đạp như dược cốc Hắn hơi thở liền bình hòa, nguyên bản cùng bạo rối loạn nội tức, giờ phút này đang cái này nhẹ linh dược khí thấm nhuần hạ, đổi được yên lặng. Khúc Trầm Vân vậy gật đầu một cái, thật ra thì chỉ cần có nàng ở đây, bằng vào ba người thực lực, trừ phi là dược tổ tự mình ra tay, nếu không, ở toàn bộ dược cốc bên trong cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Chúng ta là muốn đi nơi nào? Diệp Thần nhìn ở trước mặt dẫn đường cô gái, dọc theo đường đi rừng u tĩnh yên tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang một đường cùng theo. Dược tổ thần điện sư phụ hàng năm ở nơi đó. Cô gái nói xong, mang một chút quan sát vẻ mặt nhìn về phía Diệp Thần, người này vẫn là cái này vạn năm tới. Sư phụ cái đầu tiên tự mình mở ra hư không lối đi mời người tiến vào, không biết trên mình có chỗ nào thần kỳ. Diệp Thần cảm giác được nàng ánh mắt, khẽ mỉm cười, lộ ra một người vô cùng là hiền hòa nụ cười. Thế nào? Không việc gì, chính là không biết ngươi có đặc biệt gì, lại có thể để cho ta sư phụ tự mình gặp ngươi. Ha ha, Diệp Thần cười nói cũng không nói gì nữa dược cốc thần điện đã đứng sừng ở hắn trước mắt không giống với giống vậy đền dược cốc thần điện hình dáng giống như lúc một tôn to lớn dược đỉnh bầu dục giống vậy hình thái phơi bày ở trong mắt hắn bên trong chính ngươi vào đi thôi sư phụ ở bên trong chờ ngươi cô gái lộ ra lau một cái kính sợ thần sắc tựa hồ có chút sợ dược tổ cõng nàng nhỏ giỏ trúc đã ba bước cũng làm hai bước biến mất ở ở giữa rừng đường mòn bên trên vãn bối diệp thần gặp dược tổ tiền bối không có bất kỳ ngượng ngùng cùng xấu hổ diệp thần liền đẩy ra đóng chặt cửa cung điện cao giọng nói vừa tiến vào đại điện một tôn như hình dáng giống vậy dược đỉnh đang phù phiếm ở giữa không trung tản ra sâu kín dược thảo mùi thơm dược tổ ngồi xếp bằng ở dược đỉnh phía trước một cái bồ đoàn bên trên cũng không để ý gì tới sẽ diệp thần tiền bối vãn bối lần này tới là hy vọng tiền bối có thể xuất thủ cứu trị huyết thần hắn bị nho tổ sấm xét hủy diệt căn nguyên nơi cắt đứt cánh tay trái dẫu có bất tử bất diệt thân thể nhưng không cách nào hết bệnh hy vọng ngài có thể ra tay diệt thần cũng không khách sáo trực tiếp mở miệng nói đơn giản đem nguyên nhân hậu quả nói hết mọi chuyện nho tổ à dược tổ nhẹ bỗng mở miệng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói cái này ba chữ cũng không có gì giọng đúng vậy tiền bối hẳn là biết huyết thần cùng nho tổ tới giữa hiềm khích dù cho vạn năm trôi qua cái này nhân quả vẫn sẽ tiếp tục trùng điệp vậy bọn họ hai người sự việc có liên quan gì tới ngươi dược tổ đột nhiên mở mắt ra đôi mắt bên trong bắn ra làm người ta run sợ kinh hãi dệ quang là vãn bối đem huyết thần tiền bối từ vẫn thần đảo cứu ra hắn trí nhớ chưa khôi phục liền quyết định một mực bầu bạn vãn bối chừng vậy hắn bây giờ trí nhớ hẳn khôi phục một ít đi có từng hướng ngươi nói ra hắn trước khi nghiệt duyên nợ duyên diệp thần gật đầu huyết thần tiền bối đã đúng sự thật cho nhau biết lấy ngươi thủy nguyên cảnh thực lực biết nhiều cường giả như vậy tới giữa thủ oán tại sao còn không rút người ra trở lui dược tổ mặt mũi lộ ra một chút tìm tòi nghiên cứu cùng không tín nhiệm hắn không tin có ai tâm trí có thể không ý kỵ những thứ này kinh thế đại năng vãn bối dựng thân trên đời chẳng lẽ gặp phải khó khăn và hiểm trở thì phải lùi bước sao có lẽ ở phía trước thế hệ xem ra thích đáng gìn giữ mình thực lực cùng đệ tử là trọng yếu nhất nhưng là ở vãn bối xem ra đời người dù cho có thể sống tỷ năm vậy không chống nổi làm mình cho rằng đối với sự việc ngươi nhận tại sao mới là đúng thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành không bởi vì sợ mà cúi đầu không bởi vì không tốt mà mất hy vọng, không bởi vì con đường phía trước mong manh mà lúc này đi vòng vèo. Cái này thế gian đạo lý lớn nhiều biết bao, chẳng lẽ liền bởi vì cho tới bây giờ như vậy, liền đối với sao? Dược Tổ Thần sắc đổi được ngưng trọng, hắn vốn là lấy là Diệp Thần sẽ lấy thổi nâng mình là nội dung chủ yếu. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại như vậy trả lời. Tốt một câu, cho tới bây giờ như vậy, liền đối với sao? Diệp Thần lần này tâm tính, để cho Dược Tổ khá là liếc mắt cũng không phải là hắn đối với huyết thần có bao nhiêu chữ nghĩa hào hứng mà là cái loại này nghịch đời tâm tính bách trích không cào nhuệ khí dược tổ đột nhiên cảm thấy năm đó vị kia mặc dù đi một bước vô cùng là gian hiểm cờ nhưng tựa hồ là đi đúng rồi tiền bối ngài cùng ta đã từng là một vị sư phụ đều là thuốc đạo trình độ cao nhất chỗ hy vọng ngài có thể thi lấy giúp đỡ lần này đối với lời mặc dù 10 phần đơn giản Như là đối với diệp thần mà nói nhưng cũng nhìn thấy dược tổ bên trong ở bao dung tri tâm hắn đã đáp ứng học huyết thần nhất định sẽ đem hắn tay cụt chữa khỏi vô luận trả bất kỳ giá nào hắn đều phải thuyết phục dược tổ ngươi có biết ta cả đời xuất thủ qua mấy lần vãn bối không biết nhưng là nếu tiền bối có cứu đời khả năng vậy vì sao phải câu nệ tại số lần đâu diệp thần lời ít ý nhiều hỏi nói ở hắn xem ra nên giống như những cái kia thần y thuốc thần như nhau nếu có thể phổ độ chúng sanh nên cứu tất cả có duyên người mọi người hàng trăm triệu vạn lực một người khó mà cứu chuộc nhưng có nguyên nhân quả cơ duyên cho dù là ánh nến thiêu hủy, cũng không nên từ chối. Hừ, ngươi thằng nhóc này thật là không sợ ta à. Dược tổ hư lạnh một tiếng, như vậy không biết trời cao đất rộng tiểu tử, nếu như đổi người ngoài như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn sớm đã đem người ném tới dược đỉnh phía dưới làm nhiên liệu. Nghe được dược tổ như vậy, Diệp thần như khẽ mỉm cười, tiền bối ngài cao nhân ghi trong tin, dĩ nhiên là có thể chứa chấp chính là tại hạ. Ngươi bây giờ nói những thứ này dễ nghe, lấy là ta sẽ thật không? Nếu như đổi người ngoài, như vậy lời khen tặng dược tổ vậy liền tin như là diệp thần như vậy không sợ người dược tổ mới sẽ không đơn giản lấy là hắn thật sự là sùng bái bao ngưỡng mình tiền bối kiếp trước nhân quả kiếp trước báo huyết thần tiền bối và nho tổ tới giữa thủ oán cũng tốt ân tình cũng được nếu chúng ta có thể bước vào ngài dược cốc ta có thể đi vào ngài thần điện dĩ nhiên là giặt rào mong đợi cùng ngài chỉ cần ngài có thể ra tay vô luận trả giá cao gì ta diệp thần như ăn mật dược tổ nhíu mày nhìn về phía diệp thần trong tay nhưng là hiện ra một bụi dược thảo Dược thảo kia toàn thân như tuyết, nếu như không phải là sâm lạnh quỷ mị khí, nhất định để cho người cảm thấy nó là vô cùng tinh khiết vật. Đây là ta nhiều năm trước đã từng lấy được một bụi tiên phẩm dược thảo, nhưng năm đó bởi vì loại nào đó trùng hợp, không rõ lắm để cho nó bị nhiễm đến quỷ mị ma khí, hiện nay đã giống như phế vật vậy. Diệp thần truyền thừa thuốc nói, đối với dược thảo lưu dĩ nhiên là 10 phần tinh thông. Dược thảo này dược tính đậm đà, quả thật vô cùng là đáng tiếc. Ngươi nếu là muốn ta xuất thủ cứu trị huyết thần, cũng không phải là không có cách nào. Dược tổ loại nào đó lóe ra một chút kiểu khác nụ cười, Diệp Thần tâm tính để cho hắn 10 phần tán thưởng, nhưng cũng sẽ không phá hoại chính hắn bày quy củ. Muốn hắn ra tay có thể, chỉ cần hoàn thành yêu cầu của hắn nguyên tắc. Ngài cứ nói đừng ngại, chỉ cần Diệp Thần làm được, nhất định thực hiện. Ta cuộc đời này nhất là tiếc nuối chính là bụi cây này dược thảo không cách nào sử dụng, như là ở ta cái này dược tổ thần địa ra. Có một tòa cự phong núi tuyết, đỉnh núi chỗ kết trái thiên diệt tuyết tâm liên, có thể lọc sạch dược thảo quỷ mị ma khí. Tiền bối là hy vọng ta có thể thay ngài đi đạt được cái này thiên diệt tuyết tâm liên. Dược tổ không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là yên lặng nhìn Diệp Thần, nói muốn leo lên cự phong núi tuyết, không phải một chuyện dễ dàng. Ta dược cốc bên trong có rất nhiều yêu nghiệt đệ tử, bọn họ đã từng một lần lại một lần thử nghiệm leo lên núi tuyết, nhưng cuối cùng không công mà về. Ta hiểu ý. Diệp Thần gật đầu một cái, dược tổ cái này điều kiện, xem ra là so hắn tưởng tượng còn phải gian nan dĩ nhiên chỉ cần ngươi có thể gỡ xuống thiên diệt tuyết tâm liên ta liền sẽ xuất thủ cứu trợ huyết thần được tiền bối ta đáp ứng ngài nhất định cầm thiên diệt tuyết tâm liên cho ngài mang về dược tổ nhìn diệp thần như vậy quả quyết trực tiếp đáp ứng có lòng muốn muốn nhắc lại một hai lời đến mép vẫn còn là nuốt trở vào đây là hắn cơ duyên hắn đường hẳn để cho chính hắn đi tiền bối xin phiền ngài phái người thay ta dẫn đường ta lập tức lên đường tập 2801. Diệp Thần từ cửa điện bên trong, nhìn về phía vậy u viễn núi tuyết, tản ra cùng cái này linh hoạt kỳ ảo, bốn mùa như xuân dược cốc hoàn toàn bất đồng thời tiết dị tượng. Cổ Linh, hắn phải đi núi tuyết hái thiên diệt tuyết tâm liên, ngươi lại là hắn dẫn đường. Dược tổ thanh âm vừa dứt, trước cho Diệp Thần cô gái dẫn đường đã xuất hiện ở cửa cung điện, hiển nhiên trước nàng cũng không giống như nàng nói rời đi, mà là ngó do giác không biết tránh ở địa phương nào nghe lén. Lúc này gặp Dược tổ phát hiện mình, chỉ có thể rũ đầu đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Biết, sư phụ. Dược tổ cũng không có truy cứu nàng, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, nhắm mắt, đem đúng phó tâm thần bơm vào ở dược đỉnh bên trên. Ngươi thật phải đi núi tuyết sao? Cô gái nhìn Diệp thần vậy không sợ hãi chút nào diễn cảm, trên mặt tản ra vô cùng hiếu kỳ thần thái, ngươi biết leo lên núi tuyết có bao nhiêu khó khăn sao? Diệp thần lắc đầu, hắn vừa mới đến, làm sao biết liên quan tới dược cốc sự việc, nhưng là từ cổ linh sắc mặt trên, hắn cũng có thể suy đoán ra nhất định là khá là chật vật chúng ta có rất nhiều sư huynh đệ đã từng muốn đến tuyết sơn này đỉnh núi đi hái dược liệu nhưng là vậy vô cùng là cùng bão ác liệt khí lạnh cuối cùng để cho tất cả người không thể như nguyện ta xem ngươi bất quá là thủy nguyên cảnh tu vi cần gì phải đi mạo hiểm cô gái lắc đầu một cái diệp thần thực lực ở nàng nhìn lại thật sự là quá mức nhỏ dược cốc bên trong các yêu nghiệt cái nào không là vượt qua hắn rất nhiều chuyến này cũng bất quá là tự dước lấy diệp thần vẫn là bộ kia biểu tình lãnh đạm cũng không có đối với cổ linh nói làm ra đáp lại cổ linh bĩu môi tự hồ đối với hắn cái loại này nhìn mình rất cao hành vi khá là khinh thường sư phụ là để cho ngươi biết khó mà lui ngươi nếu như không gánh nổi cũng không mất mặt diệp thần gật đầu một cái coi như là cảm ơn nàng nhắc nhở nhưng cái này dạng lãnh đạm yên ổn thái độ lúc này để cho cổ linh không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ sư phụ thật đối với hắn có cao như vậy mong đợi tin tưởng hắn có thể thành công bất quá cái ý niệm này mới vừa hiện lên Nàng liền nhanh chóng lắc đầu một cái, điều này sao có thể chứ. Vậy vô tận núi tuyết ở một cái cua quẹo sau này, lộ ra toàn cảnh, hàn lạnh hơi thở đập vào mặt, để cho Diệp Thần cảm nhận được vậy minh mông lạnh tức. Từ nơi này con đường mòn lên núi, đơn giản nhất. Cổ Linh nhỏ giọng tiếp tục nói, ta không biết ngươi có bản lãnh gì, nhưng là chúng ta cái này cự phong núi tuyết, có vô cùng vô tận nguy hiểm, ngươi một khi mất sức, phải lập tức trở lại, nếu không, cũng sẽ bị đông thành đá. Diệp Thần gật đầu một cái, trước mắt điều này trùng điệp đường mòn đến gần núi tuyết địa phương đã là tràn đầy băng xương bao trùm trên nó vô cùng là cao gầy núi tuyết đứng sừng ở diệp thần trước mắt vô cùng là khổng lồ mênh mông giống như thần dinh như nhau để cho người không dám leo tiếm quyền cảm ơn cổ linh cô nương dẫn đường diệp thần ôm quyền nói rồi sau đó liền cũng không quay đầu lại bước lên cái này con đường mòn thật là kẻ ngu cổ linh nhẹ a à một tiếng nhưng không tự chủ hướng diệp thần nhìn quanh Diệp thần tiến lên tốc độ vô cùng là nhanh chóng, ở nơi này trong thoáng qua, liền đã tới núi tuyết chân núi, hắn bóng người dần dần biến thành một cái lớn chừng hạt đậu, đang từ từ ở trên núi tuyết đi. Cổ Linh đại khái tính toán một tí Diệp thần tốc độ, lại cùng nàng rất nhiều sư ca sư tỷ kém không nhiều, người này nhất định không phải ngoài mặt thấy đơn giản như vậy, thủy nguyên cảnh thực lực, làm sao có thể nhanh như vậy? Nàng tâm tư hiển nhiên Diệp thần là sẽ không biết được, cái này chật hẹp đường mòn, mặc dù trùng điệp, thông qua như vậy phương thức tan mất núi tuyết đối với leo hành giả áp lực cực lớn đến tiến lên khoảng cách nhưng cũng kéo dài diệp thần bước vào núi tuyết sau này trước mặt đường xá cũng không có để cho hắn có bất kỳ khó khăn cảm giác rác như dẫm trên đất bằng vậy từng bước một liền đi lên trên núi tuyết màu xanh lá cây tùng bách dần dần biến mất hắn mục chỗ tức địa phương đều là vô tận băng xương lớp băng thật dày nếu như không cần linh lực ổn định thân hình ở trong một cái chớp mắt này liền sẽ lui trở về khởi điểm một đạo lại một đạo hàn xương lực Giống như cụ như gió, hung hãn đánh vào Diệp Thần thân thể bên trên. Hắn luyện thể chi đạo khác với người thường, thân xác và sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, còn có thể miễn cưỡng chống cự một ít băng hàn, nhưng là vậy sắc bén băng xương, mỗi một đạo sức gió giống như là một bình nhọn tiểu đao, một tấc tấc vạch ở người da thịt bên trên. Cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu leo, Diệp Thần có cảm giác, cái này cự phong núi tuyết cũng không có đơn giản như vậy, không biết bên trong cất giấu sâu hơn nguy hiểm. Ngươi nói gì sao? Diệp Thần đi các ngươi dược cốc cự phong núi tuyết. Kỳ Tư Thanh nhìn trước mắt cái này xinh xắn cô gái, chính là mới vừa rồi đem Diệp Thần đưa đến núi tuyết cổ Linh. Các ngươi có thể còn không phải là đặc biệt hiểu chúng ta trong cốc cự phong núi tuyết. Cổ Linh lộ ra lau một cái Diệp Thần chính là mình tìm chết thần thái, đem bọn họ bên trong tộc thiên tài leo núi tuyết sự việc thêm dầu thêm mỡ từng cái nói ra. Kỳ Tư Thanh sắc mặt đổi được 10 phần âm trầm, trong con mắt lo âu cơ hồ đều biến thành một uông hải dương, phải đem cổ Linh chìm ngập vậy. Nguy hiểm thật lớn như vậy sao? Đó là dĩ nhiên, hắn chính là một cái chính là thủy nguyên cảnh, xính cái gì có thể à? Một ít thái chân cảnh cường giả đều không cách nào bước vào đỉnh núi. Huyết thần một tay hung hãn đánh ra một tí trước mặt thạch đài, thạch đài lên tiếng đáp lại vỡ vụn, ngưng trọng nói, đều là bởi vì ta, nếu như hắn không phải là vì ta, cũng sẽ không như vậy mạo hiểm. Hắn hiện tại đã đi, nói gì đã trễ rồi. Khúc Trần Vân mây thư gió nhẹ nói, mặc dù nàng đối với lân hồi chi chủ thật sự là không có cảm tình gì, nhưng là phần này đối với bằng hữu tình nghĩa, nàng quả thật cũng là vô cùng là nhận đồng. huyết thần tiền bối, ngài liền không nên tự trách, hắn nhất định sẽ bình an trở về. kỳ tư thanh mặc dù nói như vậy, nhưng là mặt như chuyển hướng của linh nói, không biết cô nương có thể hay không dẫn đường, ta muốn đi dưới chân núi tuyết, ngươi cũng phải trên núi tuyết. cổ linh hoảng sợ nhìn kỳ tư thanh, không phải, ta là hy vọng có thể cách hắn gần nhất điểm. Trong nom hắn an toàn xuống. Kỳ Tư Thanh lắc đầu, nàng mặc dù lo lắng, nhưng là đối với Diệp Thần vậy tràn đầy lòng tin, nếu hắn dám đáp ứng, vậy hắn nhất định có thể hoàn thành. Si tình người à? Cổ Linh đánh giá Kỳ Tư Thanh thần thái, chậm rãi nói. Kỳ Tư Thanh mệnh giá bên trên nổi lên một tầng mong mỏng đỏ ửng, có chút ngượng ngùng vòng vo quay đầu. Khúc Trầm Vân và Huyết Thần tự nhiên cũng không có hai lời, đi theo Cổ Linh đi dưới chân núi tuyết. Lúc này Diệp Thần đã đi đến núi tuyết ở giữa, chỉ là nhịp bước dưới chân càng ngày càng chậm trên thân hình tựa hồ có đá to lớn đè ở hắn trên mình muốn đem hắn hung hãn đóng vào trên núi tuyết diệp thần nguyên bản bao phủ ở quanh thân trên tuất đất nguyên khí và linh lực lúc này đã dần dần tán loạn tựa như trên núi tuyết khác có quy tắc như nhau áp chế hắn sáu đạo nguyên phủ và hết thảy thậm chí hắn còn có thể cảm giác được trong cơ thể lưu chuyển luân hồi huyết mạch lúc này tốc độ chảy vậy đang chậm rãi đổi chậm thậm chí có từng tia đóng băng ý đường không có vậy cái quanh co đường mòn rốt cuộc chôn vùi ở tầng tầng băng xương tới giữa. Cái này chẳng lẽ chính là bọn họ dược cốc đệ tử đi tới địa phương xa nhất? Diệp Thần khóe miệng vuốt một chút lạnh nhạt mỉm cười, xem ra dược tổ đệ tử thực lực vậy chưa ra hình dáng gì à? Vậy một phiến lớp băng bên trên, từng cái băng cạnh giống như là đổ gai như nhau, mang ác liệt mũi nhọn, vô cùng nguy nga minh mông lực lượng, ngang qua ở cái này trên núi tuyết. Diệp Thần trong tay sát kiếm mang theo vô cùng ngang ngược sát khí, hung hãn xuyên qua ở lớp băng bên trên. Diệp Thần giờ phút này tựa như cùng con thần lằn như nhau, cậy thế ở toàn bộ trên núi tuyết. Vô tận gió lớn tạo thành một đoàn đoàn tuyết bạo, hung hãn nện ở trên mặt hắn. Thời khắc này Diệp Thần trên thân hình đã tràn đầy băng cạnh đâm thủng qua vết thương. Kỳ tư thanh tim hung hãn níu chung một chỗ, trong mắt đã mơ hồ có lệ quang hiện lên. Ở núi tuyết quy luật lực dưới áp chế, Diệp Thần chỉ cảm giác được mình phòng vệ đang một chút xíu văng tung tóe, khóe miệng đã có máu tươi không bị khống chế tràn ra, mà quanh thân xương cốt vậy mơ hồ xuất hiện cái nứt. Thằng nhóc, buông tha đi tuyết sơn này có chút cổ quái hắn phía trên quy tắc ngươi chống lại không hoang lão thanh âm từ lân hồi mộ địa bên trong vang lên tuyết sơn này không biết đi qua thời gian bao lâu lắng đọng cùng tích lũy vô tận băng xương nguyên khí thậm chí trực tiếp có thể nghiền ép thực lực hơi thấp thái chân cảnh cường giả diệp thần một cái thủy nguyên cảnh tiểu tử nếu như không phải là có rất nhiều lá bài tẩy còn có lân hồi huyết mạch gia trì căn bản không có thể đi tới tình cảnh này giờ phút này bất quá là dáng chống đỡ muốn đạt tới đỉnh tuyết sơn căn bản là nói vớ vẩn. Ngươi không muốn hy vọng hảo huyền. Hoang lão nhìn Diệp Thần cái này bức không chịu thua hình dáng, lại vẫn muốn từng bước một leo lên phía trên đi. Hắn lộ ở bên ngoài cánh tay, đã sớm ở nơi này lạnh như băng va chạm dưới, mình đầy thương tích máu thịt mơ hồ. Diệp Thần, ngươi tiếp tục như vậy, ngươi thân thể sẽ không chịu nổi trước tuyết sơn này rét cam cam, trong cơ thể ngũ tạng phế phủ dẫn đầu đóng băng, cuối cùng ngươi cả người cũng sẽ biến thành một khối đá. Vậy, lại, như, vì sao? Mấy chữ này giống như là từ Diệp Thần trong kẽ răng vây quanh như nhau, cất giấu Diệp Thần vậy vô cùng cuột cường kiên trì. Cái này hoành đương ở Diệp Thần trước mắt núi tuyết, giống như là hắn át sẽ san bằng chướng ngại. Cùng bạo băng xương áp chế ở Diệp Thần trên thân hình, trong nháy mắt, Diệp Thần thân thể, liền lại cũng không cách nào nhúc nhích. Sát kiếm còn vững vàng hoành treo ở lớp băng bên trên, cả người bị treo ở giữa khâu trung bên trong. Cái này mạnh mẽ bá đạo núi tuyết quy luật, tựa hồ chính là trong sâu thẳm vô thượng thiên đạo. Đối mặt cái này đại lộ, may là Diệp Thần như vậy thiên tài, đều không cách nào dung chuyển một chút một chút nào. Bá, một tia sáng trắng, nhưng từ Diệp Thần thân thể bên trong sáng lên. Diệp Thần chỉ ta lăng tiêu võ ý, lại là tự đi bốc lên, tựa như hướng về phía cái này vô thượng võ đạo, dâng lên chống lại chi tâm. Một khắc sau, vậy vô tận băng xương nguyên khí mà lại ở Diệp Thần ánh sáng trắng bên trên, có chút mơ hồ ý rút lui. Diệp Thần ánh mắt run lên, không nghĩ tới hắn Lăng Tiêu võ ý lại mạnh mẽ như vậy, cái này ánh sáng trắng vô cùng là thuần túy, chính là hắn toàn bộ võ ý lọc sạch chỗ. Có cái này Lăng Tiêu võ ý gia trì, Diệp Thần cả người khí chất cũng xảy ra vô cùng biến hóa lớn, vốn là mũi nhọn, tựa hồ đổi được càng nội liễm, dưới chân một chút, tung người lên, trực tiếp leo đến núi tuyết hai phần ba chỗ. Hắn lại có thể tới chỗ nào? Cổ Linh con mắt thay đổi, vốn là khinh thường trở nên có chút khiếp sợ. Ừ. Kỳ Tư Thanh gật đầu một cái, mới vừa Diệp Thần trong nháy mắt đó rằng co, để cho tay nàng chỉ cũng không tự chủ nắm chặt chặt. "Ngươi không cần quá đáng lo lắng." Khúc Trầm Vân nói, hắn rõ sao là luân hồi chi chủ, làm sao có thể bị cái này một tòa chính là núi tuyết ngăn trở. Núi tuyết quy tắc tự hồ là cảm giác được Diệp Thần phản kháng, càng cường hãn tuyết bạo lực, ở hắn cơ hồ đặt chân mỗi một cái điểm dừng chân đều nhất nhất nổ lên. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, vậy cùng bạo tuyết sát lực, cũng thực để cho hắn thân tim kích động trên núi tuyết mạnh mẽ quy luật cho gọi ra vô số băng cạnh hung hãn đâm xuyên qua diệp thần phòng vệ giống như là đối với hắn phản kháng phản kích như nhau không diệp thần trong lòng đại động người bản thân là vô cùng yếu ớt chủng tộc ở trên trời tai trước mặt giống như con kiến hôi vậy nhỏ bé thậm chí ở chư thiên vạn tộc bên trong đều là thuộc về tồn tại lót đáy đừng nói đủ loại có lực lượng kinh khủng yêu thú ma quái liên liên là thông thường dã thú cũng có thể dễ như trở bàn tay cướp lấy loài người tánh mạng ở nơi này quy luật lực hạng Thật giống như căn bản không có phản kháng chỗ trống. Nhưng là loài người có thể ở vạn tộc bên trên chiếm cứ nhất thượng phong, là bởi vì là võ đạo tồn tại. Võ, là lấy yếu đuối thân thể lên đỉnh đỉnh cấp, diệt tuyệt muôn vàn khó khăn chi đạo. Võ tổ đạo tâm. Diệp Thần vừa dày vừa nặng thanh âm vô cùng hoành lượng hô. Võ đạo sở dĩ tồn tại, là bởi vì là một cái người từng từng bước từng bước lên trời lên. Cứ việc trước mặt là vô tận hung hiểm, như là hắn nhưng vẫn chưa từng có từ trước đến nay Vĩnh không thối lui Vì tiến về trước Vì còn sống Vì ở cái này ở giữa thiên địa vì nhân loại sinh tồn Tìm vậy một món rực rỡ Từ đây phá vỡ hỗn độn hạn chế Võ đạo như vậy thay ngén Diệp thần một lần lại một lần trải qua Chính là võ tổ năm đó trải qua Bất kỳ thống khổ Bất kỳ khó khăn Cuối cùng đều được là tạo ra vô địch đạo tâm chui luyện đá Đậm đà băng xương lực Vẫn là dễ như bỡn nện ở diệp thần trên mình cánh tay có thể vết nứt, thân thể có thể vỡ vụn, nhưng là hắn đạo tâm đem sẽ bởi vì cái loại này trồng chui luyện mà hơn nữa thuần túy. Hắn võ tổ đạo tâm, có thể dung chuyển thiên địa. Diệp thần, tiếp tục đi tới. Hắn hôm nay, cả người được khó có thể tưởng tượng trọng áp, da thịt, đều đã dạn nứt, máu tươi giàn ruộng, bắp thịt đứt đoạn, xương cốt bên trên, cũng đã tràn đầy vết nứt. Nhưng, cho dù chật vật, cho dù vùng vẫy, cho dù thừa nhận làm người ta muốn chết thống khổ, hắn cũng phải đi về phía trước chỉ cần một hơi thở thượng tích chữ dù là tan xương nát thịt hắn cũng sẽ không dừng lại diệp thần kỳ tư thanh trên mặt đã hiện đầy nước mắt diệp thần thật giống như vẫn luôn như vậy bỏ mặc phía trước là bao lớn nguy nan hắn cũng không chút do dự đi tới từ không quay đầu lại huyết thần con mắt cũng thay đổi được ôn nhu ở vẫn thần đảo vạn năm hắn từ ý thức thanh tỉnh đến ý thức mơ hồ trước sự tình phát sinh cũng thoáng như cách một đời thù oán máu tanh Bạo lực quấn quanh ở hắn trong thần niệm, vô luận là kiếp trước kiếp này, cho tới bây giờ không có một người giống như Diệp Thần như vậy là hắn dốc hết tất cả. Thật ra thì nói cho cùng là hắn thiếu Diệp Thần. Diệp Thần nếu như không phải là vì cứu hắn, căn bản không sẽ chọc cho trên vẫn thần đảo chủ, lại càng không có về sau cốt ma quật chủ, còn có vậy đáng hận nho tổ. Nhưng là Diệp Thần chưa từng câu oán hận, không chút do dự nào đứng ở hắn bên người, cầm hắn chuyện làm chuyện của mình, cầm thủ oán của hắn làm mình thủ oán thậm chí biết rất rõ ràng trên người hắn có một kiện vô cùng là cường hãn thần vật, nhưng cho tới bây giờ không hỏi qua một câu, mơ ước qua một chút. Thật ra thì huyết thần trong lòng rõ ràng, chỉ cần Diệp thần nói một câu, hắn nhất định sẽ không chút do dự hai tay dâng lên. Tập 2802 Nếu như trước đối mặt Diệp thần là lấy một cái người đi theo đồng bạn tâm tính, huyết thần giờ phút này trong lòng chân chính bốc lên liền một loại đi theo phục tùng tâm tình. Người như vậy, cho dù là hắn như vậy thân phận, đều nguyện ý thể chết theo chừng nhưng là huyết thần trong mắt nhìn xem mình mất mát cánh tay trái hắn bây giờ thực lực xa xa không đủ chứ chỉ có thể cho diệp thần thêm phiền toái cái gì khác vậy không làm được lúc nào hắn đường đường huyết thần lại hèn mọn như vậy dược tổ ngồi ở dược đỉnh trước mặt giờ phút này trước mắt vậy huyễn hóa ra diệp thần leo núi tuyết cảnh tượng thanh niên kia đi mỗi một bước không có chút nào rông dài do dự có tất cả đều là kiên định không rời loại tâm tính này cái loại này nghị lực dược tổ khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười hắn bạn già thật sự là rất có phúc à hắn sẽ không thật có thể leo lên đỉnh cấp đi cổ linh nhìn diệp thần một bước kia bước không sợ hãi chút nào hình dáng không nhịn được nói lúc này núi tuyết dưới đã hội tụ rất nhiều dược cốc đệ tử bọn họ ánh mắt cũng vô cùng là nóng bỏng nhìn diệp thần vậy lớn chừng hạt đậu xanh bóng người không thể nào tuyết sơn này quy tắc vô cùng là bá đạo hắn một cái người ngoài làm sao có thể lần đầu tiên leo núi tuyết thành công đâu ngươi chính là không ăn được nho nói nho chua. Chính ngươi không bỏ lên nổi, liền cảm thấy tất cả mọi người đều không bỏ lên nổi. Hừ, ngươi hỏi một chút cổ vũ sư huynh, hắn nhưng mà chúng ta dược cốc thiên tài yêu nghiệt, hắn cũng thua ở núi tuyết trước mặt, thằng nhóc kia bất quá là thủy nguyên cảnh, làm sao có thể trên phải đi. Bỏ mặc nói thế nào, hắn cách đỉnh núi đã một bước xa. Coi như là chỉ thiếu chút nữa, cũng chạy không thoát bại trận kết cục. Dược cốc các đệ tử phân là hai phái tranh luận không nghỉ, có riêng đạo lý, nhưng muốn xem diệp thần náo nhiệt vẫn là chiếm nhiều hơn một chút dẫu sao như thế nhiều dược cốc đệ tử đều ở đây núi tuyết trước mặt không có chiếm được bất kỳ tiện nghi diệp thần một cái người ngoài nếu thật thành công cướp lấy thiên diệt tuyết tâm liên vậy đối với bọn hắn mà nói thật sự là boch boch đánh mặt mất hết mặt mũi kỳ tư thanh nghe những người này thảo luận chân mày hơi nhíu lên om sòm lời nói cười trên sự đau khổ của người khác lương bạc không để cho nàng do được dùng ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn những người này một mắt cổ linh hướng nàng nhìn sang nói xin lỗi bọn họ chính là như vậy ngươi không cần để ở trong lòng kỳ tư thanh mặt đối với thiện ý của nàng gật đầu một cái cũng biết cái này dẫu sao là ở dược cốc tự nhiên không thể quá mức mạnh mẽ ngang ngược thời khắc này diệp thần cắn thật chặt răng cầm kiếm tay sớm đã là nổi gân xanh chỉ còn lại một điểm cuối cùng điểm diệp thần ngẩng đầu một cái là có thể thấy vậy núi tuyết đỉnh núi bên bờ bóng loáng mà bằng phẳng tựa hồ đưa tay là có thể chạm được ta muốn lên đỉnh cái ý niệm này trước đó chưa từng có rõ ràng trong sáng, Diệp Thần mũi chân đạp chung một chỗ nhô ra băng cạnh bên trên. Tung người một cái nhảy lên, hướng vậy chốt đỉnh đi. Hắn lên đỉnh. Vô tận gió cát nhưng vào lúc này từ đứng trên đỉnh núi cuốn lên, hung hãn đập ở Diệp Thần trên thân hình. Đây là núi tuyết quy luật đối với lên đỉnh người một đạo phòng tuyến cuối cùng, cuồng bạo băng xương uy năng, chỉ như vậy đem Diệp Thần toàn diện bao vây lại. Mọi người ánh mắt, giờ phút này cũng chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng người, chỉ là ở đó trắng xóa băng xương bên trong cái gì vậy không thấy được ầm im nìm tiếng vang lên diệp thần thân thể nặng nề nện ở núi tuyết đứng trên đỉnh núi thành công kỳ tư thanh đáy lòng yên lặng vừa nói nhìn về phía diệp thần rõ vẻ mặt tràn đầy tự hào nàng cũng biết diệp thần nhất định làm được huyết thần lo sợ bất an tim lúc này cũng là ổn định xuống khá tốt diệp thần lên đỉnh hắn thật đi lên tất cả giờ cốc đệ tử giờ phút này đều sôi trào trong lời nói tràn đầy hâm mộ ghen tị Cổ Linh nhìn vậy trên núi tuyết bóng người, xem ra thật sự là nàng xem thường cái này người thanh niên, lúc ấy hắn cùng sư phó đối thoại. Thật ra thì nàng cũng nghe được liền một ít, trên cái thế giới này có thể dám như vậy cùng sư phụ nói chuyện hậu bối, có thể chỉ có hắn một người đi. Nhưng mà, giờ phút này Diệp Thần ý thức mơ hồ, mặc dù cả người đã thoát khỏi núi tuyết quy tắc áp chế, nhưng con đường đi tới này đã mất sức, lại cũng không có khí lực, sụi lơ trên đất, lập tức muốn rơi vào ngủ say. Không thể ngủ à? kỳ tư thanh tự lẩm bẩm thật vất vả leo đến đỉnh núi nếu như lúc này ngủ mất đứng trên đỉnh núi băng xương lực nồng hậu hơn giờ phút này diệp thần trên thân hình vết thương rất nhiều nếu như là một khi bị xâm nhập vậy sẽ từ bên trong đến bên ngoài đông thành á dược tổ nhìn diệp thần tái nhợt răng môi không có linh khí hộ thân hắn thân thể đã xuất hiện kịch liệt run rẩy dáng lên đỉnh sau đó hắn như vậy trạng thái cũng coi là bình thường nhưng là có thể hay không tỉnh hồn lại chỉ có thể nhìn chính hắn ý chí Tất cả mọi người ánh mắt cũng định cách ở Diệp Thần trên mình, những cái kia trước không coi trọng Diệp Thần dược cốc đệ tử. Mặc dù bị Diệp Thần thực lực đánh mặt, nhưng lúc này vậy ngóng nhìn có thể làm chứng dược cốc lịch sử thời khác. Ngàn diệt tuyết lên tim là bọn họ dược cốc mỗi người đệ tử cũng muốn có được đồ, nhưng cho tới bây giờ không có một người lấy được được. Rõ ràng gần trong gang tất đồ, nhưng chỉ có thể từ cổ tịch bên trong thưởng thức. Đột nhiên, Diệp Thần ngón tay động. Cường hãn võ tổ đạo tâm, lúc này giống như chung lớn như nhau. Gõ ở hắn nội tâm bên trên, để cho hắn cả người đều không khỏi được rung rung. Không thể ngủ. Hắn đường vẫn chưa đi hoàn. Thiên diệt tuyết tâm liên, hắn còn không có được. Sinh nhi làm người, hắn cuột cường cả đời, tuyệt đối không thể lúc này chôn vùi mình ý chí, lúc này táng thân ở cái này trên núi tuyết. Không. Diệp thần con mắt dần dần rõ ràng, quanh thân luân hồi huyết mạch, từ từ bắt đầu bốc hơi lên, nguyên bản bao trùm ở trên người mình mong mỏng băng xương, giờ phút này đã lặng lẽ thối lui hừ thằng nhóc ngươi thật đúng là có duyên hoang lão ở luân hồi mộ địa bên trong không âm không dương nói còn phải đa tạ tiền bối khích lệ diệp thần lộ ra một nụ cười giống như xuất từ thành tâm giống vậy cảm ơn bất quá ngươi muốn ở nơi mịt mờ này trên núi tuyết tìm được thiên diệt tuyết tâm liên biết bao khó khăn bất quá ta đây là có biện pháp có thể giúp ngươi tìm hoang lão từng có người nói đời người tới có hai độ rộng lỗ trước kia ta đối với lần này còn không quá rõ kể từ khi biết ngài tồn tại thật đúng là để cho ta đối với những lời này, lần nữa nhận biết một phen. Hừ, sau này có ngươi cầu ta thời điểm. Hoang lão buồn bực nói, lửa giận trong lòng mọc ung tùm, diệp thần thằng nhóc này trên mình cơ duyên nhân quả thật sự là quá nhiều, ba lần bốn lượt để cho hắn đánh mặt. Lần này ở nhờ ở luân hồi mộ địa bên trong, đối với diệp thần châm chọc, hắn lại không thể nào phản bác, thật là làm cho hắn lửa giận mọc ung tùm. Diệp thần ngẩng đầu khắp nơi nhìn lại, vậy một mảnh trắng xóa trên núi tuyết, chút nào không nhìn ra bất kỳ dược liệu tồn tại, hoang lão nói không sai, muốn ở nơi này vô tận lớp băng bao trùm bên trên tìm được thiên diệt tuyết tâm liên, thật sự là vô cùng là khó khăn, nên làm thế nào cho phải đâu? Diệp thần trong lòng trống lớn, cẩn thận suy nghĩ tất cả loại biện pháp, tuyết trắng trắng ngần bên trên, ngươi có thể dùng hồng mông đại tinh không? Huyền hàn ngọc thanh âm vừa gặp hắn sẽ vang lên, Diệp thần trong lòng vui mừng, Huyền tiên tử luôn là ở ta cần nhất xuất hiện cảm ơn. Huyền Hàn Ngọc cũng không trả lời, ở nàng nhìn lại, trợ giúp Diệp Thần là nàng bổn phận. Diệp Thần hơi thở ngay tức thì bùng nổ, vung tay lên, một phiến khoáng đạt tinh không sáng chói, nhất thời nổi lên, che khuất bầu trời. Cái này phiến hồng mông đại tinh không, cao cứ thương khung, vô tận ánh sao lóe lên, bá đạo uy áp cuồn cuộn tràn ngập xuống, nguyên bản vô tận trắng như tuyết. Ở hồng mông đại tinh không chiếu sáng dưới, băng xương tựa hồ cũng biến thành trong suốt vẻ, có thể mơ hồ thấy cái này dưới băng vật thể ở nơi đó diệp thần con mắt chớp mắt một bụi vô cùng là thuần trắng tuyết tâm liên đang lẳng lặng nằm ở một nơi dưới lớp băng chờ một tí huyền hàn ngọc thanh âm vang lên cái này tuyết tâm liên ra bao quanh một tầng vô cùng nhọn kiếm mang a, à, diệp thần lúc này khí huyết cũng không phải là đạt tới đỉnh cấp cảm giác có thể vậy bởi vì trước kia quá độ tiêu hao mà có chút hao tổn lúc này nghe được huyền hàn ngọc nói như vậy nguyên vốn dự định trực tiếp xuất thủ giáng điệu vậy ngừng lại nếu như ngươi muốn muốn cưỡng ép gỡ xuống vậy vô số kiếm mang liền sẽ toàn bộ rơi vào ngươi trên thân hình huyền hàn ngọc thanh âm lạnh như băng nói không có biện pháp nào khác hồng mông đại tinh không bên trong vô số quang cầu ở đó thiên diệt tuyết tâm liên vùng lân cận lớp băng bên trên phá sập sư phụ đã từng nói muốn tháo xuống ngàn diệt tuyết liên tim liền nhất định phải thông qua tầng tầng kiếm mang nói cách khác núi tuyết leo khảo nghiệm xa xa không có kết thúc cái gì kỳ tư thanh trên mặt lộ ra vô cùng là kinh ngạc thần sắc, ý ngươi là diệt thân muốn hái dược liệu, còn bị vạn kiếm xuyên tim tổn thương, không có như thế khoa trương, nhưng là cái này vô tận kiếm mang khẳng định sẽ để cho hắn bị vô cùng là đậm đà tổn thương. cổ linh thần sắc có chút trầm thấp, mặc dù sư phụ ban đầu cũng không có nói rõ, nhưng là hắn lời nói bên trong cũng mơ hồ nhắc tới kiếm mang này không giống tầm thường chỗ. bất quá thấy kỳ tư thanh cái này bức lo lắng thần thái, nàng vô luận như thế nào vậy thì không cách nào cho biết nàng tình hình rõ ràng khúc trầm vân sắc mặt động lại ở nàng nhìn lại diệp thần có thể đi tới bước này đã đúng là không dễ diệp thần con mắt khẽ nhúc nhích nhìn về phía vậy ngàn diệt tuyết liên lòng thần thái vô cùng ngương trọng bất quá là chính là kiếm mang hắn còn sẽ sợ sao diệp thần đưa tay trực tiếp xuyên qua vậy tầng tầng kiếm mang trực tiếp đưa tay thật chặt nắm chặt chặt dược liệu ba ba bá vô tận kiếm mang oanh thiên chấn động đất cuộn sạch ở hắn trên mình đem hắn cầm dược liệu cánh tay Từng đạo cắt được chảy ra rách thịt, vậy vô cùng sắc bén băng xương nguyên khí ở đó kiếm mang bên trên bao quanh, giống như là từng luồng thần nguyên hơi thở để cho huyết mạch hắn tầng tầng bị băng xương ăn mòn, vết máu một tầng một tầng ở diệp thần trên mình động lại, lại bể tan tành, lại động lại, lại bể tan tành, vô tận băng xương nguyên khí hung hãn đánh nát hắn tất cả phòng vệ, phốc một ngụm máu tươi từ diệp thần răng môi gian bộc lộ ra ngoài, Đen thuốc kia tài quanh thân ngâm ngâm một tầng nồng đậm xương máu diệp thần kỳ tư thanh ánh mắt đổi được thống khổ mà ai oán diệp thần người như vậy vì người khác cho tới bây giờ cũng là như vậy hăng hái không để ý thân ngươi không cần lo lắng luân hồi chi chủ nói ra máu thế nào khúc trầm vân ở một bên nói ai kỳ tư thanh thở dài ta à, làm sao có thể không lo lắng à diệp thần chỉ cảm giác được mình cầm dược liệu lòng bàn tay một loại vô cùng là cùng bạo kiếm mang đang ở trong đó điên cuồng thay đổi mình long bàn tay cơ hồ đều phải hoàn toàn bị kiếm mang này toàn bộ đánh sụp. Không, cho ta trấn áp. Diệp thần võ tổ đạo tâm lần nữa bền bỉ, nóng bỏng mà sáng chói ánh sáng trắng, lúc này chính tướng vậy tuyết tâm liên vây quanh gói lại. Kiếm mang thì như thế nào? Máu tanh thì như thế nào? Trong trời đất này đổ. Chỉ cần là hắn Diệp thần mong muốn, còn không có không lấy được. Diệp thần trong mắt sắc bén, luân hồi huyết mạch lưu chuyển, không ngừng cùng kiếm mang này hung hãn đụng vào nhau, phát ra bịch thanh âm. Rốt cuộc vậy Tuyết Tâm Liên Ngưng chuyển động, trắng như tuyết dung mạo lúc này bởi vì Diệp Thần huyết mạch tẩy rửa, đổi được có một phong vị khác. Ta bắt được rồi. Diệp Thần dư cao Tuyết Tâm Liên, ở núi tuyết đỉnh, hướng Kỳ Tư Thanh bọn họ ba người vẫy tay. Kỳ Tư Thanh hai tròng mắt bên trong đầy áp lệ nóng, hắn làm được, nàng cũng biết hắn nhất định có thể làm được. Thằng nhóc này, thật được huyết thần đáy mắt vậy ngậm một chút hơi nước ai nói nam nhi có nước mắt không rơi lệ trước mắt tên tiểu bối này vì mình làm được như vậy trình độ thật sự là để cho mình tự thẹn không bằng kiếp này kiếp này hắn cũng sẽ không để lại dư lực chống đỡ diệp thần khúc trầm vân diễn cảm cũng không có quá nhiều dấu vết chỉ là khẽ vuốt cảm xoay người rời đi nơi này náo nhiệt như vậy ăn mừng thời khắc thuộc về luân hồi chi chủ nhưng là không thuộc về nàng khúc trầm vân diệp thần nhìn xem trong tay tuyết tâm liên mặc dù một đường khó khăn như là huyết thần tiền bối được cứu rồi diệt thần trong tay cầm bụi cây kia thiên diệt tuyết tâm liên hai tay chấp ở sau lưng lại trực tiếp từ núi tuyết đỉnh tung người xuống hắn lại dám cổ linh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thần thái vậy cơ hồ treo ở đám mây trên núi tuyết đỉnh lao một cái lãnh đạm bóng người chỉ như vậy không sợ hãi chút nào tung người nhảy xuống như vậy tùy ý không câu chấp thanh niên lúc đầu ở giữa cốc ra người lại như vậy uy vũ thần uy kỳ tư thanh đáy mắt thoáng qua một chút tự hào đây chính là nàng yêu người đàn ông. Trở về đi. Kỳ Tư Thanh nâng lên lau một cái mỉm cười rực rỡ, hướng huyết thần nói, hắn hẳn sẽ trở về tìm dược tổ, chúng ta cũng trở về đi cùng hắn tin tức tốt. Huyết thần gật đầu một cái, được. Cổ Linh nhìn Diệp Thần ở rơi xuống đất trong nháy mắt, điểm mũi chân một cái, cả người đã hướng dược tổ thần điện lao đi. Dược tổ thần điện bên trong, dược tổ trước mặt dược đỉnh tản ra vô cùng là đậm đà thuốc thơm, đem toàn bộ thần điện cũng thấm nhuần ở một phiến mỏng vật bên trong hiển nhiên ở diệp thần leo núi đoạn thời gian này dược tổ đan dược cũng đã luyện chế thành công rắc rắc thần điện cửa bị diệp thần đẩy ra mặc dù quanh thân chật vật nhưng là hắn ánh mắt vẫn như cũ bền bỉ lúc này đi vào thần điện bên trong hướng dược tổ lộ ra một cái nụ cười thật to tiền bối không có nhục sứ mạng diệp thần đã bắt được thiên diệt tuyết tâm liên dược tổ lúc này nhìn về phía diệp thần ánh mắt vẫn là bình thản mà ôn hòa nói đoạn đường này leo núi có thể khổ cực không khổ cực Diệp Thần lắc đầu một cái, mặc dù đoạn đường này để cho hắn vết thương trồng chất, nhưng cũng lần nữa kiên định hắn đạo tâm, hú chi hắn đã lấy được Thiên Diệt Tuyết Tâm Liên, huyết thần tay cục cũng có cứu. Lần này núi tuyết chinh đổ, nói cho cùng, thật ra thì hắn còn có thu hoạch. Ngươi có biết cái này Thiên Diệt Tuyết Tâm Liên là hạng giá trị. Dược tổ cũng không có đưa tay nhận lấy Diệp Thần trong tay dược liệu, hơn nữa từ từ đứng lên, đi tới Diệp Thần trước mặt. Không biết Bức quá mơ hồ cảm thấy hẳn không phải là chỉ có tiến hóa khả năng như thế đơn giản. Diệp Thần một đường trở lại Dược Tổ Thần Điện, dọc đường Dược Cốc các đệ tử nhìn về phía hắn rõ vẻ mặt đều là vô cùng là phức tạp, hình như là có cái gì khó nói ẩn như nhau, không cách nào biểu đạt. Tập 2803. Ha ha ha. Dược Tổ phát ra sang sảng tiếng cười, ta Dược Cốc đệ tử, hàng năm cũng sẽ ở mùa hè lửa đốt lửa đốt lúc đó, leo lên núi tuyết, tìm kiếm thiên diệt tuyết tâm liên. Diệp Thần tựa hồ ở nơi này trong sâu thẳm cảm giác được cái gì, nói cái đó, cái này sẽ không phải là quý phái truyền đời chân bảo đi. Ngươi thằng nhóc này, đầu óc thật đúng là linh lung. Ngươi đoán không lầm, ta dược cốc lập cốc tới này, từng lập lời thề, ai có thể tìm được thiên diệt tuyết tâm liên, người đó chính là đời kế tiếp dược cốc đứng đầu. Diệp Thần chỉ cảm thấy được tâm thần một hồi run rẩy, cái này thật lớn cơ duyên, để cho hắn cơ hồ có chút đứng không vững. Dĩ nhiên, ngươi mặc dù tháo xuống dược liệu này nhưng là ngươi là ngoài cốc người, tự nhiên sẽ không trở thành dược cốc đứng đầu. Dược tổ con mắt lộ ra lau một cái quỷ dị nhạo báng, khóe miệng hơi dơ lên, hình như là đang thưởng thức diệp thần diễn cảm. Tiền bối, ngài cần gì phải thi lại nghiệm ta, dược cốc như vậy tồn tại, há là chúng ta có thể mơ ước. Chỉ cần ngài cứu trợ huyết thần, diệp thần không có yêu cầu khác. Ta vẫn chưa nói hết, dược tổ lắc đầu một cái, cái này tuyết tâm liên là cực tốt linh lực dược liệu, nếu như có thể dùng vô cùng là nội lực thâm hậu đem nó từng điểm từng điểm luyện hóa đến máu này thịt bên trong, không những có thể gia tăng luyện thể khả năng, khôi phục thương thế, còn có thể đem linh lực ẩn chứa trong đó toàn bộ dung hợp đến tự thân tu vi bên trong. Ngài là nói cái này tuyết tâm liên thích hợp tất cả người. Diệp thần nói, thần kỳ như vậy dược liệu, như thế yêu chất công hiệu, đối với mỗi cái võ tu đều có như vậy tác dụng, nhất định là tất cả người tranh nhau cướp đoạt mục tiêu. Không sai, hơn nữa, cuộc đời này chỉ cần ăn vào một bụi, chẳng những sẽ rút ngắn tấn thăng tiêu hao lúc dài, tu luyện tốc độ vậy sẽ xa xa vượt qua những người khác. Không nghĩ tới cái này Tuyết Tâm Liên lại có uy năng như vậy. Diệp Thần cảm khái nói, bất quá, tiền bối, vãn bối hái thời điểm, không rõ lắm đem luân hồi huyết mạch vang tung tóe ở nơi này Tuyết Tâm Liên bên trên. Diệp Thần có chút lo âu nói, lo lắng hắn máu tươi sẽ ảnh hưởng Tuyết Tâm Liên dược tính. Không sao. Dược tổ lúc này mới đem Tuyết Tâm Liên nhận lấy, bàn tay bên trong hiện lên một chút tinh khiết ánh sáng, bao phủ ở Tuyết Tâm Liên bên trên vậy tuyết tâm liên ở tia sáng này chiếu sáng dưới lại từ từ hiện lên ở tia sáng này bên trong hình như là kiếm linh vậy lại lay động thân thể nguyên bản trên mình vậy lũ lũ màu đỏ huyết khí đã bị nó lột rời đi diệp thần nhìn một màn thần kỳ này hơi kinh hãi quả nhiên là cực phẩm dược liệu diệp thần thiên diệt tuyết tâm liên giá trị ta đã nói cho ngươi hiện tại đến phiên ngươi nói cho ta ngươi vừa đã biết nó giá trị có thể vẫn kiên trì dùng nó trao đổi ta là huyết thần trị thương Diệp Thần không có chút nào do dự nói, đương nhiên là chữa trị huyết thần. Đây là ta dự tính ban đầu sẽ không bởi vì bất kỳ cám dỗ mà thay đổi. Dược Tổ lộ ra một người mỉm cười. Diệp Thần tâm tính hắn đã lặp đi lặp lại thực tập qua, thản nhiên mà thuần túy là cái vô cùng là thuần lương đứa nhỏ. Được. Dược Tổ gật đầu một cái, lại đột nhiên đưa tay ở Diệp Thần mi gian sâu đậm một chút. Diệp Thần chỉ cảm giác được mình thần thức, thật giống như chỉ như vậy vô căn cứ bị định cách như nhau cả người thần thức ở trong một cái chớp mắt này bị điểm đi ra thân thể chậm rãi bay ra đứng ở thân thể trước lúc này diệp thần trong lòng hốt hoảng vô cùng hắn không rõ ràng tại sao dược tổ lại đột nhiên ra tay chỉ có thể dùng cả tay chân muốn trở lại thân thể bên trong không cần nóng này dược tổ thanh âm vang lên hắn ánh mắt nhìn chằm chằm diệp thần cái này một món thần thức ta đây là đưa ngươi một chàng đại cơ duyên diệp thần cảm giác được dược tổ lời nói bên trong thật giống như không có gì uy hiếp cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống tất cả loại ý niệm đứng ở thân thể trước, muốn làm rõ ràng dược tổ kết quả muốn làm gì. Dược tổ trong tay xuất hiện một tôn màu xanh biếc vô cùng tiểu dược đỉnh, Thiên Diệt Tuyết Tâm Liên bị hắn một mảnh một mảnh nhẹ nhàng lấy xuống, từ từ bỏ vào vậy cực nhỏ dược đỉnh bên trong. Oanh. Cái này cái Tuyết Tâm Liên tổng cộng có 9 múi cánh hoa, toàn bộ dung nhập vào dược đỉnh sau này, phát ra một tiếng oanh tiếng vang, vô tận dược cháy ánh sáng trắng mang từ dược đỉnh bên trong hiện ra. Dược tổ cũng không có gấp đem Tuyết Tâm Liên hòa tan là đan dược mà là đem vậy liên tim đưa đến diệp thần trắng bệch khô nước thần giác trước mặt vậy liên tim chạm được thần giác trong nháy mắt hóa là một đạo huỳnh huỳnh kim mang nước chảy vào đến diệp thần khô khốc răng môi tới giữa dù là diệp thần lúc này thần thức cũng không có bọc ở nơi này thân thể bên trong lúc này ở cái này liên lòng tiến hóa dưới linh đài nhưng cảm thấy càng sảng khoái loại cảm giác này rất kỳ diệu vô tận linh khí từ nơi này kim mang nước bên trong quanh quần ra cọ rửa diệp thần căn cốt bích lục dược đỉnh bên trong dược tổ nhắm đôi mắt cho biết trong đó dung luyện quá trình hết sức cẩn thận tiền bối ngươi làm sao có thể đem chân quý như vậy dược liệu cho ta ăn đây diệp thần thần thức hô hắn nguyên vốn cho là dược tổ hành vi là dùng để tiến hóa hắn trước nhắc tới dược liệu lúc này hành vi lại là muốn trực tiếp luyện hóa cung cấp diệp thần sử dụng dược tổ không chút nào để ý diệp thần hắn trước nói tiến hóa bất quá chỉ là một cái cớ muốn cho diệp thần tham gia khảo nghiệm thôi thiên thương vật trạch liếm thực liên tin luyện hóa muối sen sâu dung mà thông cường đạo khí lực dược tổ từ từ vừa nói vậy màu xanh biếc dược đỉnh lúc này đang nhanh chóng xoay tròn vô tận dược cháy ánh sáng trắng mang từ dược đỉnh bên trong tràn ra ra từng luồng ánh sáng bao hàm vô tận thuốc thơm diệp thần cơ hồ là có chút lưu luyến người thuốc thơm cái loại này linh hoạt kỳ ảo hơi thở để cho diệp thần không nhịn được hút dược tổ bàn tay ở dược đỉnh kia bên trên và chạm ra vô tận ánh lửa nhưng hắn giống như là không có cảm giác được bất kỳ đau đớn như cũ nhanh chóng ma sát thăng một quả long lanh trong suốt rực cháy trắng đan dược từ vậy bích lục dược đỉnh bên trong thăng đi ra dược tổ phản ứng vô cùng là nhanh chóng trực tiếp đem đan dược kia đẩy tới diệp thần trong miệng rồi sau đó bàn tay hắn hướng phía sau một chảo trực tiếp đem hắn thần thức nhét trở lại hắn thân thể bên trong diệp thần cảm nhận được vậy lao nhanh dược liệu đang hết sức chữa trị tự thân thương thế thậm chí hắn tu vi vậy ở làn danh đột phá diệp thần trở lại thân thể trong nháy mắt vội vàng nói tiền bối như thế vật chân quý Ngài làm sao có thể cho ta? à? Dược Tổ đã trở tay đem Dược đỉnh thu vào, nhàn nhạt nói, ngươi cùng hắn thật sự có chút không cùng. Diệp Thần hơi ngẩn ra, Dược Tổ lời này, để cho hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Ngươi đoán được, đúng không? Dược Tổ thần giác lộ ra lau một cái tiền bối xem hậu bối mỉm cười, nếu như không phải là biết trên mình ngươi có luân hồi huyết mạch, chỉ bằng ngươi ở Thanh Tuyền nơi đó một phen lời bàn, làm sao sẽ thả ngươi tiến vào ta cái này đường đường dược cốc? Diệp thần dừng một chút, tạm thời cũng không biết nói gì. Bất quá, ngươi sau lời bàn, đúng là ra ta ý liệu. Dược tổ thở dài nói, cũng như này trình độ, vậy không ủng phí đời trước người bố trí. Ngài cũng vậy. Diệp thần nói cũng chưa có nói hết đúng, nhưng là nhìn về phía dược tổ ánh mắt đã tràn đầy bất ngờ cảm giác. Năm đó rất nhiều chuyện, thật ra thì ta đã không nhớ rõ, như là, cùng luân hồi chi chủ tòa nói, nhưng giống như hôm qua vậy. Dược tổ nhìn về phía diệp thần ánh mắt, muốn từ trên người hắn tìm được một chút liên quan tới đời trước luân hồi chi chủ bóng dáng, rồi sau đó mới nói, Người trước cầm ta cùng ngươi sư tôn so sánh, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói, mỗi cái người truy tìm đồ đều không cùng, chúng ta dược cốc lánh đời nhiều năm, vậy chỉ là vì đi chính chúng ta đạo. Diệp thần gật đầu một cái, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác được mình trước khi lời nói có chỗ không ổn, có thể tham dự vào luân hồi chi chủ người bố trí, dĩ nhiên là đối với toàn bộ thế gian có lớn dân hiến người, tiền bối, trước là ta hồ ngôn loạn ngữ. Diệp Thần liền vội vàng nói. Không sao không sao, Dược Tổ sang sảng lắc đầu một cái, năm đó luân hồi chi chủ bày ngút trời cục, ta Dược Tổ vậy sâu sắc trong đó hãm hại. Dĩ nhiên là hận không hai tay đồng ý, vậy cao cao tại thượng vạn khư, cũng là thời điểm bị kéo xuống phàm trần. Ngài cùng vạn khư tới giữa, Diệp Thần có chút đờ đẫn, nhìn về phía Dược Tổ ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Có lẽ ngươi đã từng ở luân hồi chi chủ bố trí bên trong biết rất nhiều người, nhưng là bọn họ cũng không có trực tiếp tiếp xúc qua vạn khư. Ta nhưng không phải vậy, năm đó ta vốn là thiên nhân vực vô thượng thuốc đạo người thứ nhất chỉ tiếc à dược tổ có chút bi thương bởi vì vạn khư ở trên người ta xuống cấm chế cho nên xuất thủ số lần được ảnh hưởng nếu không cũng sẽ không lánh đời che giấu nhiều năm như vậy là bởi vì là vạn khư diệp thần ánh mắt bên trong lộ ra lau một cái rung động ý vạn khư làm ác đa đoan lúc này nhìn về phía dược tổ diễn cảm đổi được đồng tình mà yêu thương tiền bối ngài yên tâm cái này nhất thế ta nhất định sẽ san bằng vạn khư ha 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 ngươi thằng nhóc này trước ba lần bốn lượt dò xét khảo nghiệm ngươi bất quá là lão phu muốn xem ngươi tâm tính như thế nào phải chăng còn có thể chịu đựng nhận trách nhiệm nặng nề này, này ta rõ ràng tiền bối để cho ngài phí tâm diệp thần gật đầu một cái chuyện này đối với tại bọn họ cái này đồng lứa người mà nói là cả đời lập cẩn thận một chút vậy là bình thường tốt lắm nếu ngươi đã biết cái này thiên diệt tuyết tâm liên coi như là ta dược tổ đưa cho ngươi cơ duyên đa tạ tiền bối chỉ là Diệp Thần nói cảm ơn liên tục, thần sắc như lộ ra lau một cái do dự. Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi cứu chữa huyết thần, liền nhất định nói chuyện giữ lời. Diệp Thần mừng rỡ gật đầu một cái, dược tổ đem thiên diệt tuyết tâm liên hòa tan ở trên người mình. Nếu như lúc này hắn không muốn cứu chữa huyết thần, chỉ sợ mình vậy ngại quá cưỡng ép. Đa tạ tiền bối, ta vậy thì đi đem huyết thần tiền bối mang tới. Dược tổ gật đầu một cái, lần nữa ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Diệp thần, ngươi không sao cổ linh nhìn diệp thần lúc này vậy thần thái sáng láng thần sắc trước mới từ trên núi tuyết xuống trắng bệch cảm giác vô lực lúc này đã toàn bộ tiêu tán sư phụ quả nhiên quỷ phủ thần công à diệp thần khẽ gật đầu không biết ta đồng bạn ở nơi nào ngươi muốn tìm bọn họ ta mang ngươi đi qua cổ linh nói lần này nhưng cũng không có điều diệp thần trước mặt mà là cùng hắn sóng vai đi ngươi là làm sao đi lên trên tuyết sơn mặt băng xương quy luật cường hãn như vậy Cổ linh cô nương cũng từng leo qua núi tuyết. Đương nhiên biết. Ta nhưng mà dược tổ đệ tử thân truyền à. Chỉ bất quá, ta vẫn chưa đi đến một nửa, cũng đã thua trận. À, Diệp thần lộ ra một cái như vậy mỉm cười. Trên núi tuyết quy luật quả thật không giống tầm thường. Nếu như không phải là hắn có võ tổ bền bỉ đạo tâm, chỉ sợ cũng không cách nào lên đỉnh. Ngươi có biện pháp gì tốt, có thể nói cho ta sao? Cổ linh một mặt khao khát nhìn về phía Diệp thần. Ừ, nếu ngươi tu chính là thuốc nói, vậy ngươi nên nhìn thuốc này đạo rộng lớn cường hãn, trong lòng không sợ, dù chết do sinh. Trong lòng không sợ, dù chết do sinh. Cổ Linh nhận nghiêm túc thật suy nghĩ cái này tám chữ, trong lòng một khối khói mù màn sân khấu, lúc này lại bị Diệp thần cái này tám chữ vén lên, linh đài ngay tức thì trong suốt. Cảm ơn ngươi. Bọn họ ngay ở phía trước, ta cũng không đưa ngươi đi qua, ngươi tự đi tìm bọn họ đi. Cổ Linh cõng nhỏ chúc lâu, đã quay đầu hướng một hướng khác đi. Diệp Thần một hồi không nói, cô gái này cũng quá nhảy thoát đi. Diệp Thần, ngươi không sao? Kỳ Tư Thanh nhìn về phía Diệp Thần quanh thân thương thế đã tốt lắm 7 đến 8 phần. Không sao. Diệp Thần lắc đầu một cái, dược tổ tiền bối ra tay, đem ta vết thương trên người cũng trị liệu một phen. Không sao liền tốt. Huyết thần nói liên tu, ngươi vì ta thiệp hiểm, ta nhưng cái gì vậy không làm được. Tiền bối, chúng ta chuyến này cũng là vì giúp ngươi trị liệu tay cụt, ta tin tưởng, nếu như đổi là ta, tin tưởng ngươi nhất định vậy sẽ như vậy đối với ta. Huyết thần trầm mặc, Diệp thần nói không sai, chỉ bằng Diệp thần đem hắn cứu ra vẫn thần đảo, hắn tự nhiên chết vạn lần không chối tử. Tiền bối, bỏ mặc nói thế nào, dược tổ lão nhân ra ông ta đã nguyện ý giúp ngài chữa trị tay cụt, ngươi lại cùng ta đi qua đi. Có thật không? Huyết thần cũng có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, mình cánh tay được cứu rồi. Chúng ta nhanh đi đi, dược tổ tiền bối còn ở dược tổ thần điện chờ đây diệp thần liền vội vàng nói tư thanh các người lại an tâm ở chỗ này chờ chúng ta kỳ tư thanh gật đầu một cái chỉ cần diệp thần không có sao liền tốt mà khúc trầm yên cũng không nói lời nào mà là như cũ ngồi xếp bằng tại chỗ tiếp tục tù luyện dẫu sao mang diệp thần bọn họ tiến vào vậy cấm địa hao phí nàng một phần chia tu vi và máu tươi thậm chí trên người có không thể xóa nhỏ thương thế nàng cần đầy đủ thời gian khôi phục nhưng không có thương thế này mang tới ảnh hưởng đối với nho tổ đệ tử nàng tùy tùy tiện tiện là có thể xóa đi dưới mắt nàng và nho tổ đã trở thành cứu nhân phải mau sớm tu bổ thương thế này mang tới ảnh hưởng sau một nén nhang dược tổ thần thái thần nhiên ngồi ở thần điện bên trong nhìn huyết thần từ từ đi vào tay cụt tổn thương bất tử bất diệt nhưng cũng không phải là không cách nào tu bổ dược tổ nói đơn giản trước đa tạ dược tổ xuất thủ cứu giúp huyết thần ôm quyền nói bất quá, trong cơ thể của ngươi, tựa hồ còn có một cổ cùng bạo lực ẩn giấu trong đó. Huyết thần rõ vẻ mặt lập tức đổi được phức tạp, lúc trước, hắn thật ra thì cũng đã cảm nhận được liền cái này trong cơ thể không ngừng không nghỉ huyết mạch sắc khí, cũng không phải là hắn căn nguyên khí. Ngươi trúng độc, hoặc là nói, ngươi trúng độc thời gian đã rất dài. Diệp thần trong lòng giật mình, nhìn về phía Huyết thần diễn cảm tràn đầy nghi vấn, hắn là lúc nào trúng độc, mình lại hoàn toàn không biết. Ừ. Huyết thần gật đầu một cái, Ta trước chỉ là lấy là bởi vì thân thể huyết mạch thay đổi, mới đưa đến mình huyết mạch trong cơ thể cùng bạo, cho đến khôi phục một phần trí nhớ sau đó, ta mới biết, ta ở rất lâu trước bên trong qua độc. Ngươi biết là cái gì độc? Ừ, cái gì độc? Vì sao hạ độc? Người nào hạ độc? Ta thật ra thì lại không rõ lắm. Huyết thần nói, trong ánh mắt tràn đầy bi thảm, những cái kia chuyện cũ năm xưa, hắn bản không muốn nhắc tới. Tập 2804. Dược tổ tiền bối Huyết thần tiền bối trong cơ thể độc tố có thể cùng chữa. Không thể. Dược tổ lắc đầu một cái. Ở nơi này mãi mãi trong năm tháng, cái này độc đã thành trong thân thể hắn một phần chia. Hơn nữa huyết mạch hắn biến dị sau đó. Bất tử bất diệt căn nguyên cũng đem vậy độc làm tự thân. Độc tố đã sớm không phân chia lẫn nhau, không cách nào mù ra. Vậy phải làm thế nào cho phải? Diệt thần cau mày, không nghĩ tới trừ tay cột ngoài ra, huyết thần trên mình còn có như vậy độc tố. Bất quá cái này quanh năm mệt mỏi tháng chung nhau sinh hoạt, ngươi vậy mới có thể áp chế cái này độc tố liền đi. Huyết thần gật đầu một cái, nói, có cái lúc khác, sẽ tạo thành thân thể đặc thù biến hóa, thời điểm khác, vẫn là có thể tiến hành áp chế. Hơn nữa bất tử bất diệt sau này, cái này cùng bạo khả năng, vậy quả thật mang cho ta rất nhiều chỗ tốt. Dược tổ gật đầu một cái, tiếp tục nói, đã như vậy, vậy ngươi liền tự đi áp chế độc tố đi. Ta nơi này có một đạo thanh tâm chú, nếu là sau này ngươi không cách nào áp chế lúc đó, có thể sử dụng. Được, đa tạ tiền bối. Dược tổ cũng không nói gì nữa, chỉ là đưa tay từ to lớn kia dược đỉnh bên trong nhấn một cái, to lớn kia dược đỉnh lại canh kết lộ ra một cánh cửa. Dược tổ hướng huyết thần làm một cái mời vào động tác tay, cả người đã ngồi ở trên bồ đoàn. Diệp thần nhìn một cái huyết thần, đó là vô cùng an tâm ánh mắt, nói, tiền bối yên tâm, diệp thần sẽ một mực ở chỗ này chờ người. Huyết thần khẽ ừ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút cổ quái, chẳng lẽ cái này dược tổ là dự định đem mình làm một viên thuốc một khối luyện chế sao? Từng đạo ngọn lửa màu xanh ở nơi này to lớn dược đỉnh dưới từ từ thiêu đốt, lộ ra diêm rúa loài loài u rậm rạp sáng bóng. Dược tổ không nói gì, chỉ là trong mắt, một mặt nghiêm túc nhìn huyết thần. Cứ việc đứng ở một bên, Diệp thần nhìn về phía huyết thần ánh mắt đã tràn đầy lo âu, dược đỉnh kia tới giữa nhiệt độ, không biết hắn có thể thích ứng hay không. Diệp thần muốn thôi, hai tròng mắt bên trong hiện ra lau một cái huyết quang, lại trực tiếp xuyên thấu qua vậy vô tận dược đỉnh vách sắt quan sát ngồi xếp bằng ở bên trong huyết thần trạng thái theo trước dược đỉnh nhiệt độ dần dần gia tăng huyết thần chán đã toát ra mồ hôi lạnh một vị thuốc bị dược tổ từ phía trên ném đi vào trực tiếp đè ở huyết thần hai chân bên trên thuốc kia tài tựa hồ đã đạt đến nhiên điểm lúc này hóa là một đạo thanh bích sắc ánh sáng bao phủ ở huyết thần trên thân hình dược tổ không lười biếng chút nào bàn tay bên trong một quyển một đạo sáng màu trắng ngọn lửa dung nhập vào dược đỉnh kia dưới ngọn lửa bên trong. Nhiệt độ cao hơn, huyết thần mồ hôi trên người nước, cơ hồ muốn đánh ướt hắn toàn bộ áo quần. Trong cơ thể hắn huyết nguyên khí, lúc này toàn bộ động lại ở hắn bên ngoài thân trong da thịt mặt, nguyên bản trắng nõn da thịt, lúc này đang lặng lẽ biến thành màu đỏ thẫm, hơi có mấy phần hung tướng. Diệp thần trong lòng mặc dù nghi ngờ mọc ung tùm, nhưng là cũng không muốn nghi ngờ dược tổ, ở hắn xem ra, dược tổ chữa bệnh nhất định có mình quy tắc, nếu như hắn bốc lên đường đột quấy dày, sẽ lộ vẻ được vô cùng không tín nhiệm hắn. Dược tổ mặc dù không có nghe được Diệp Thần thẩm vấn, nhưng cũng cố ý chỉ điểm một tí Diệp Thần nói: nho tổ dùng sấm xét hủy diệt đạo nguyên, cưỡng ép đem toàn bộ tay cột cùng thân thể cắt đứt liên lạc. này là mới vừa. Ta hôm nay muốn giúp huyết thần khôi phục, thì nhất định phải dùng mềm. Diệp Thần nhíu mày một cái nói: cương nhu gom lại. trẻ con dễ dạy. Dược tổ vui vẻ gật đầu một cái. nếu như ta cưỡng ép chém ra gân mạch, vậy tức không không thể nhưng cái này dạng sẽ đối với huyết thần căn nguyên huyết khí có ảnh hưởng, cho nên chỉ có thể áp dụng một loại càng ngu dốt phương pháp dùng mặt trời đỏ dược thảo tan ra hắn đóng băng phủ đầy bụi huyết mạch để cho hắn có thể đem tất cả căn nguyên thả ra ngoài tốt hơn bảo vệ hắn thân thể. Diệp thần gật đầu một cái, không nghĩ tới dược tổ lại chịu hoa tâm tư cùng mình giải thích. Tiếp theo đến khi dược tính tan ra sau này thì phải đem hắn tay của chỗ kinh lạc toàn bộ chặt đứt, cũng chính là hắn còn muốn tái phát ra một lần như vậy tê tâm liệt phế tiếng hô. Diệp Thần gật đầu một cái, chặt đứt thời điểm 10 phần đơn giản, thực lực quá mạnh, một chiêu liền có thể. Nhưng là muốn trọng tố, mỗi một dây thần kinh mạch đối ứng tổ chức cũng không thể có bất kỳ sai lệch. Đây không chỉ là đối với huyết thần sức nhẫn nại khảo nghiệm, còn có đối với dược tổ cường đại kia dược liệu năng lực khảo nghiệm. À, diệp Thần còn không có nghĩ hoàn, huyết thần đã tê tâm liệt phế kêu thành tiếng, toàn bộ dược đỉnh bị huyết thần rung động có chút chập chờn. Dược tổ nhấp mí môi sừng, tựa hồ đã sớm ngờ tới cục diện này, trong tay bà bụi cây linh thảo lúc này đã toàn bộ cầm ra đè thứ tự trước sau từng cái đầu nhập vào dược đỉnh kia bên trong huyết thần toàn bộ gân mạch ở nơi này ba bụi cây linh thảo sau khi đi vào phát ra đùng đùng thanh âm huyết thần thanh âm theo cái này ba bụi cây dược liệu dung nhập vào dần dần tràn vào yếu đi dược tổ hơi bắt pháp quyết trong tay xuất hiện một cây màu đỏ sợi tơ sợi tơ đầu kia trói một cây nhỏ như lông châu kim sợi tơ bên trên là quanh quần dược tổ căn nguyên thần thông lũ lũ xí bạch sáng bóng đang thông qua sợi tơ liên tục không ngừng hội tụ ở đó mũi châm bên trên. Vậy kim có cái này sáng bóng ra chỉ, giống như nhất vĩ tiểu ngư, ở huyết thần tay cột bên bờ không ngừng di động, khi thì cắt đứt, khi thì liên thông. Huyết thần sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng là trắng bệch, kim nhỏ mỗi một cái động tác, giống như là dược tổ tự mình ra tay vậy, mang dược tổ cao nhất uy áp. Diệp thần nhìn ở trong mắt, cũng thay huyết thần cảm giác được đau đớn, dẫu sao nơi này không phải hoa hạ, không có thuốc tê sau đó chịu đựng hết thảy huyết thần, lúc này ngược lại nhất là ổn định. Từ kim xuyên thấu hắn tay của danh giới trong nháy mắt, hắn là có thể cảm giác được thân thể cùng cánh tay trái tới giữa như có như không liên lạc. Kim nhỏ di động càng nhiều, bọn họ hai người tới giữa liên lạc, cũng chỉ càng thường xuyên. Toàn bộ tay cụt, kim nhỏ cũng di động qua một lần sau này, mới chậm rãi bay trở về dược tổ trước người. Dược tổ trong tay xuất hiện lần nữa một bụi cực phẩm dược thảo, tốt không đau lòng trực tiếp ném vào dược đỉnh bên trong. Diệp Thần lúc này thấy dược thảo kia tiến vào dược đỉnh trong nháy mắt, đã hóa là từng cái một điểm sáng, chậm rãi dung nhập vào kim nhỏ xuyên qua địa phương. Vô tận thuốc linh khí từ vết thương kia chỗ ầm ầm tràn vào. Tay cụt trên vết thương phát ra một đạo thuần trắng ánh sáng, nguyên bản huyết thần bị ngăn cản nhét cảm giác, giờ khắc này ở thuốc linh khí thấm nhuần hạ, chậm rãi khôi phục liên lạc. Cũng chỉ có có thể so với nho tổ thực lực, mới có thể đem vậy sấm xét hủy diệt lực tạo thành vết thương, sửa lại thành hôm nay cái bộ dáng này huyết thần thân thể bên trong vô tận huyết mạch lực bùng nổ cường hãn năng lực khôi phục lúc này đang từ từ biểu dương nó tác dụng dự đỉnh bên trong từng đạo huyết mạch uy năng đang từ từ ngưng tụ thành một cánh tay hình dáng huyết thần sắc mặt đổi được ngưng trọng trắng bệch nho tổ sấm xét hủy diệt căn nguyên đang cùng dược tổ thuốc linh khí tương đối kháng hắn miễn cưỡng điều khiển huyết mạch uy năng như là vậy sấm xét hủy diệt căn nguyên cũng chưa hoàn toàn tiêu tán mà là xem trùng trăm chân chết mà không cương như nhau không ngừng đánh thẳng vào vết thương muốn kéo nhau trở lại Huyết thần rốt cuộc không áp chế được thống khổ, nóng nảy cuồng hô lên. Dược tổ sắc mặt không thay đổi, ở hắn xem ra hai cổ đại năng lực lôi kéo, nếu như huyết thần có thể phối hợp dĩ nhiên là chuyện tốt. Thuyết Minh hắn thực lực bản thân vậy tương đối cường hãn, nhưng là nếu như hắn không có sức phối hợp, mặc cho hai cổ thế lực ở trong cơ thể hắn lôi kéo quanh quẩn, đó cũng là tình huống bình thường. Dẫu sao đến hắn và nho tổ như vậy bước, cho dù là chỉ lưu lại một tia nguyên lực, cũng có thể đem người hành hạ chết, tiền bối. Diệp Thần nhìn dược đỉnh bên trong huyết thần thống khổ hình dáng, có chút không đành lòng, cái này tay cụt mọc lại sao sẽ gian nan như vậy. Không sao, hắn nếu như chịu đựng đi qua, vô luận là tâm trí vẫn là hắn vậy bất tử bất diệt căn nguyên lực, cũng trong buổi họp một cái nước thang. Dược Tổ nhìn thấu Diệp Thần khẩn trương cùng lo âu, trấn an nói: Diệp Thần gật đầu một cái, vô luận là cái gì đạo nguyên võ đồ, không thống khổ không chảy máu, làm sao trưởng thành. Huyết thần răng môi thật chặt cắn hợp chung một chỗ, cánh tay cụt kia hư ảnh đổi được đỏ thẫm mặt trên còn có một cái một cái xí bạch thuốc linh khí quấn vòng quanh giống như kinh lạc vậy hiện lên ở nơi này tay cụt bên trên hắn ánh mắt bỗng nhiên mở ra lộ ra bức khuất cuột cường ánh mắt cho ta động lại ánh sáng nóng rực hung hăng nhìn chằm chằm vậy màu đỏ thẫm hư ảnh cánh tay ở hai phe này lực giáp công dưới huyết thần cưỡng ép thúc giục huyết mạch của mình lực đoạt được cả người quyền chủ đạo bất luận là nho tổ sấm xét hủy diệt lực vẫn là dược tổ thuốc linh khôi phục khí. Hết thảy đều là hắn phụ trợ, có thể chiếm cứ quyền chủ động chỉ có hắn huyết mạch của mình lực. Dược tổ con mắt toát ra một chút kiểu khác tán thưởng, lẩm bẩm nói, có chút ý tứ. Một màn này Diệp Thần vậy nhìn ở trong mắt, huyết thần có thể tham dự chúng thần cuộc chiến, trong lòng kiêu ngạo, nhuệ khí xa xa không phải người khác có thể so sánh được. Coi như lúc này thực lực bị giới hạn, bị người chế trụ, nhưng phản kháng bất khuất tim, cho tới bây giờ không có thiếu qua. Bá, vô tận huyết mạch lực xông lên soát ở huyết thần tay cột hư ảnh bên trên một tầng một tầng một lần một lần hắn đã đột phá chướng ngại toàn thân toàn ý huyết mạch lực cũng hội tụ ở một nơi đem vậy thân máu thịt cọ rửa giống như tường đồng vách sắt như nhau như thế tùy tiện bị chém đứt cánh tay hắn không cần hắn cần chính là kiên cố mà vững chắc cánh tay một cây màu đỏ thẫm hơi có vẻ chiếc oánh oánh bạch quang cánh tay rốt cuộc ngưng tụ ở huyết thần chống không bả vai chỗ thành công diệp thần mắt lộ ra vẻ mừng rỡ công phu không phụ người có lòng, bọn họ thành công. Dược tổ cũng không có cái gì do dự, huyết thần cuối cùng cuồng phách huyết khí hắn cũng lo lắng sẽ đem hắn dược đỉnh lật úp. Lúc này thấy tay cột đã ngưng tụ mà thành, lập tức mở ra dược đỉnh kia cửa, để cho huyết thần đi ra. Huyết thần mâu sắc bên trong chớp động vô cùng vẻ kích động, đối với hắn mà nói, đây không chỉ là tay cột mọc lại. Trong quá trình này, hắn đối với bất tử bất diệt cảm xúc cũng thay đổi được càng thâm thúy nếu như nói trước nho tổ sấm xét nhất kích để cho hắn cảm giác được mình hèn mọn như con kiến hồi như vậy diệp thần chính là thông qua thân thể lực được nói cho hắn không thể buông tha người mà hôm nay lại là ở dược tổ dưới sự giúp đỡ hắn thành công khôi phục tay cụt cái này nhân quả liên lạc để cho huyết thần thật sâu rõ ràng rất nhiều chuyện hắn không thể lệ thuộc vào người bất kỳ phải đi một mình ngươi nhìn thấy gì một đạo thần niệm ở huyết thần thức hải bên trong đột nhiên vang lên hắn sửng sốt một chút nhìn về phía đứng bên cạnh dược tổ Dược tổ lúc này mặt lộ hiền hòa, Diệp Thần là cục bên ngoài người, chỉ bằng vào mắt thường không cách nào phân biệt huyết thần biến hóa, nhưng hắn cái này từ đầu tới đuôi tham dự người, nhưng có thể cảm giác được vậy cánh tay trái ngay tức thì ngưng tụ thành lúc đó, huyết thần thân tim vậy đột nhiên rung động. Không dám lừa dược tổ, ta thấy được một phần chia đi qua. Huyết thần thần niệm trả lời, hắn vốn cho là dược tổ không hề sẽ phát hiện, không nghĩ tới đối phương lại như vậy bé nhạy. Ở ở một chớp mắt kia, huyết thần thấy được đi qua mình, chỉ có mình chiến trường. Hắn cả người đẫm máu, cũng không từng ngã xuống, sau lưng không có một bóng người, hắn cho tới bây giờ chính là một thân một mình báo thủ. Ta đã nghe Diệp Thần nói qua, ngươi muốn mình đi. Dược Tổ thanh âm ôn hòa, để cho Huyết Thần có trong nháy mắt cảm thấy cái đó hình ảnh không chỉ là hắn thấy được, Dược Tổ thật ra thì cũng nhìn thấy. Ừ, đây là tự ta chuyện, không muốn để cho Diệp Thần tham dự, hắn là ta làm đã quá nhiều. Ngươi có thể biết hắn người như vậy, nhất định sẽ không để mặc cho bằng hữu một người mạo hiểm ta rõ ràng, ta vậy sẽ không trực tiếp đi chịu chết, ta sẽ mau sớm khôi phục thực lực bản thân. Ừ, thế gian duyên phận duyên diệt, đều là đang lúc mọi người trong nhất niệm. Diệp thần tiến lên kiểm tra một lần huyết thần thương thế, khẽ mỉm cười, huyết thần tiền bối, ngài cánh tay lực lượng so với trước đó mạnh mẽ hơn. Ừ, còn phải đa tạ dược tổ. Huyết thần chắp tay hướng dược tổ cảm ơn, tựa như hai người trước trong óc đối thoại cũng không tiến hành qua vậy. Đa tạ dược tổ tiền bối, Diệp Thần vậy mừng rỡ nói cảm ơn. Huyết Thần lần này khôi phục tay cụt, vậy trong ngày sau đối với nho tổ người kia, vậy nhiều thiếu thêm mấy phần phần thắng. Diệp Thần, lần này chữa trị trong quá trình, ta cảm giác được một ít mình chỉ nhớ lúc trước dấu vết, muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Huyết Thần lại đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thần cả kinh, Huyết Thần cái này mới vừa khôi phục, làm sao có thể một thân một mình rời đi? Huyết Thần tiền bối, ta có thể đi chung với ngài tìm ngài chỉ nhớ dấu vết diệp thần nói huyết thần hồi phục tin tức đã truyền khắp thiên nhân vực rất nhiều hắn đã từng là kẻ địch đang mắt long long nếu như lúc này để cho huyết thần một người lên đường như vậy cái này nguy hiểm trong đó có thể tưởng tượng được nếu như ngài là lo lắng bởi vì cưu địch liên lụy cùng ta vậy ngài thì thật quá xem nhẹ ta diệp thần diệp thần suy đoán nói đi qua chuyện này có thể huyết thần không muốn để cho mình sự việc lần nữa ảnh hưởng bọn họ lúc này mới đưa ra rời đi diệp thần huyết thần rời đi chưa chắc không là tốt nhất an bài Dược Tổ lại đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, huyết thần muốn phải mau sớm khôi phục thực lực, chỉ có trở lại trốn cũ mới có thể thực hiện. Lại không nói bản thân ngươi bên người cũng là cường địch rình chung quanh, coi như không phải, rất nhiều địa phương cũng không phải ngươi bây giờ thực lực có thể đặt chân. Vực ngoại thiên đạo suy thoái, rất nhiều địa phương thay đổi thật không đơn giản. Huống chi, thiên nhân vực có nhiều chỗ, ngươi thậm chí chưa từng nghe nói qua. Diệp thần trong bụng im lặng, không trả lời lại. Hắn nếu như một mực đi theo ngươi, muốn hoàn toàn khôi phục, thật sự là có chút bị giới hạn. Diệp Thần không khỏi không thừa nhận, Dược Tổ nói là đúng, hắn thực lực muốn phải giúp huyết thần hoàn toàn khôi phục thực lực, đúng là có chút khó khăn. Diệp Thần, ngươi yên tâm, ta không phải một cái người xung động. Trong ngày ước hẹn, ta sẽ trả xuất toàn lực, lần này ta cũng là muốn phải mau sớm khôi phục thực lực. Diệp Thần chỉ có thể gật đầu một cái, con ngươi đông lại một cái, dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói, nho tổ trăm ngày ước hẹn, ta nhất định sẽ đi. Huyết thần trong lòng cứng đờ, hắn vốn là muốn bí quá hóa liều, một thân một mình chống được cùng nho tổ ân oán. Lúc này nghe được diệp thần nói như vậy, trong lòng một hồi ấm áp một tiếng thở dài, quả thật như dược tổ nói như vậy, diệp thần người như vậy, làm sao có thể để mặc cho hắn bỏ mặc. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể đáp ứng, quyết định chú ý, muốn ở ước định ngày trước, giải quyết hắn và nho tổ trước khi thủ oán, không để cho diệp thần tham dự vào. Được, huyết thần trong miệng lại nói, trong ngày kỳ gặp.